Ở thời điểm tháng 5 năm 2021, thị xã Vĩnh Châu, thủ phủ hành tím của Sóc Trăng, tồn đọng đến 50.000 tấn. Và đây không phải là câu chuyện mới, bởi tình trạng trúng mùa, mất giá, khó tiêu thụ vẫn thường xuyên xảy ra. Đó cũng là lý do mà ngành nông nghiệp địa phương tích cực giúp nông dân chuyển đổi quy trình, gắn kết đầu ra nhằm phát huy hiệu quả của loại nông sản đặc trưng. Đã có sự thay đổi về quy trình canh tác ở rễ hành tím này. Phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật được thay thế hoàn toàn bằng các sản phẩm hữu cơ di sinh. Sự thay đổi xuất phát từ tư duy muốn tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng và thời gian bảo quản kéo dài, thay vì chỉ 1-2 tháng như kiểu canh tác truyền thống. Trong khi những rễ hành tím khác bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là tình trạng mưa dầm, thì ở đây cây hành vẫn phát triển khá tốt và cho năng suất vượt trội hơn 20%. 1.800 m² này thì hồi năm trước thì khoảng từ 2 tấn đến 3 tấn, mà năm nay nó vượt chỉ tiêu hơn là những năm sau. Cứ tiếp tục trồng hữu cơ thì cái nền đất này thì tiếp tục là tăng năng suất khoảng 5, tôi đánh giá là khoảng 5-10%. Không chỉ trúng mùa, anh Tích còn trúng luôn cả giá bán nhờ kiên trì con đường canh tác sạch và mạnh dạn tìm doanh nghiệp chuyển giao kỹ thuật lẫn bao tiêu đầu ra. Vụ thu hoạch hành tím sớm năm nay cũng vì thế phấn khởi hơn. Với một sản phẩm mà sạch, chất lượng cao như thế này, cộng thêm cái hộ gia đình này đã liên kết làm với Quế Lâm khoảng 3 năm nay, thì Quế Lâm sẽ mua với giá cả cao hơn thị trường bên ngoài. Cứ thực hiện đi, 1-2 năm đầu có thể mình không đạt được một cái năng suất nhất định, nhưng mà về lâu về dài thì cái hành tím hữu cơ này nó sẽ vươn ra, có thể nói là toàn thế giới đi, để được thế giới chấp nhận đi, thì cái hành tím của mình thì không sợ là được mùa mà mất giá nữa. Thì lúc đó người ta phải tìm mình để tìm một cái nguồn mà sản xuất hữu cơ thì nó mới là sẽ thành công của bà con. Cơ cấu lại cái mùa vụ để làm sao nó phù hợp với cái thị trường theo từng thời điểm. Cái thứ hai là tập trung để tổ chức cho bà con sản xuất theo hướng sạch, hướng hữu cơ, là hướng an toàn để làm sao mà xây dựng các cái thương hiệu để làm sao cái cây hành nó đáp ứng được cái nhu cầu thị trường tiêu dùng hiện nay. Sóc Trăng hiện có khoảng 1.000 hectare hành tím canh tác theo hướng hữu cơ trên tổng diện tích hơn 6.500 hectare. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành nông nghiệp, địa phương và các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi sản xuất. Ở thị xã Vĩnh Châu, những tổ hợp tác, hợp tác xã cũng được thành lập nhiều hơn nhằm tạo dùng nguyên liệu lớn, đồng nhất một quy trình theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đây được xem là hướng đi bền vững cho sản phẩm ô cốp lợi thế của Sóc Trăng.